Kính chào các quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chữa các bài tập trong quyển sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, tập 1 của quyển sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm phần luyện tập. Ở trong phần luyện tập ngày hôm nay thì sẽ có 3 bài tập như sau. Bài tập số 1 là dựa vào tranh tìm những từ ngữ chỉ sự vật hoạt động theo mẫu. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát bảng sau. Ở bảng này thì sẽ có 2 cột. Cột đầu tiên là từ ngữ chỉ sự vật và cột thứ hai là từ ngữ chỉ hoạt động. Ở trong cột từ ngữ chỉ sự vật thì sẽ gồm 2 cột nhỏ, đó là chỉ người và chỉ con vật. Đề bài yêu cầu là chúng ta hãy dựa vào tranh tìm những từ ngữ chỉ sự vật và hoạt động theo mẫu. Vậy để làm được bài này thì các con cần quan sát thật kỹ bức tranh và dựa vào mẫu để tìm những từ ngữ thích hợp. Chúng ta hãy cùng quay trở lại bức tranh như sau. Đầu tiên là hình ảnh bác nông dân. Thứ hai là hình ảnh bạn nữ. Và thứ ba là hình ảnh bạn nam. Đây chính là những từ ngữ chỉ người. Vậy những từ ngữ chỉ con vật thì sao nhỉ? À, ở đây cô thấy có hình ảnh con trâu, con vịt và con chuồn chuồn. Đây chính là 3 từ ngữ chỉ con vật. Vậy từ ngữ chỉ hoạt động của bác nông dân thì sao nhỉ? Bác nông dân thì đang gặt lúa, con trâu thì đang gặm cỏ, còn bạn nam thì đang chăn trâu hoặc là thả diều. Như vậy chúng ta sẽ làm vào vở bài tập như sau. Từ ngữ chỉ người ở đây thì sẽ gồm có 3 từ như sau. Đó là bác nông dân, bạn nữ và bạn nam. Từ ngữ chỉ con vật thì sẽ bao gồm con vịt, con trâu và con chuồn chuồn. Từ ngữ chỉ hoạt động của bác nông dân chính là gặt lúa. Từ ngữ chỉ hoạt động của con trâu chính là gặm cỏ. Và từ ngữ chỉ hoạt động của bạn nam chính là chăn trâu. Như vậy là cô cùng các con sau khi quan sát dựa vào bức tranh và dựa vào mẫu thì chúng ta đã điền được xong các từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ hoạt động rồi. Các con hãy ghi lại vào trong vở bài tập một cách thật cẩn thận, nắn nót và trình bày thật đẹp các con nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 2. Dựa vào từ ngữ tìm được ở bài tập 1, đặt câu. A là câu giới thiệu. Mẫu đó là các cô bác nông dân, là những người làm ra lúa gạo. B là câu nêu hoạt động. Các cô bác nông dân đang gặt lúa. Như vậy trước khi để vào làm được bài tập 2 thì các con cần nhớ câu giới thiệu là câu như thế nào và câu nêu hoạt động là câu như thế nào. Câu giới thiệu ở những bài trước chúng ta đã được học, hôm nay cô sẽ nhắc lại. Câu giới thiệu là dùng từ ngữ chỉ sự vật để nhận định, giới thiệu về một người, một vật nào đó. Ví dụ như là các cô bác nông dân là những người làm ra lúa gạo. Còn câu nêu hoạt động là dùng những từ chỉ hoạt động để kể về hoạt động của người, động vật hoặc vật khi được nhân hóa. Cô ví dụ là các cô bác nông dân đang gặt lúa. Đây chính là câu nêu hoạt động. Như vậy chúng ta sẽ quay trở lại bài. Chúng ta sẽ đặt câu giới thiệu và câu nêu hoạt động dựa vào bài tập số 1. Cô sẽ đặt câu giới thiệu về con trâu như sau. Con trâu là người bạn của bác nông dân. Đây chính là một câu giới thiệu về con trâu hoặc là giới thiệu về thả diều thì sẽ là thả diều là trò chơi của tuổi thơ. Hoặc là câu giới thiệu về chuồn chuồn thì chuồn chuồn là một loài động vật nhỏ bé. Đây chính là 3 câu giới thiệu của cô dựa vào bài tập số 1. Còn câu nêu hoạt động thì sao nhỉ? Cô sẽ đặt câu với các câu nêu hoạt động như sau. Bạn nam đang ngồi trên lưng trâu. Đây chính là câu nêu hoạt động về bạn nam. Hoạt động của bạn nam đấy chính là đang ngồi trên lưng trâu. Hoặc là phía xa bạn nhỏ đang thả diều. Hoặc là đàn vịt đang bơi lội dưới con sông nhỏ. Đây chính là 3 câu nêu hoạt động. Như vậy là chúng ta đã làm xong được bài tập số 2, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 3. Ở bài số 3 thì đề bài có yêu cầu như sau. Ghép từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu, ghép lại các câu đó. Ở bài số 3 thì chúng ta sẽ có 2 cột.
cột A và cột B. Cột A thì sẽ gồm có các từ ngữ như là chim chóc, bầy ong, đàn cá. Ở cột B thì sẽ gồm có các từ ngữ như bay đi tìm hoa, đùa nhau hót trong vòng cây, bơi dưới hồ nước. Như vậy, đề bài yêu cầu chúng ta là ghép cột A với cột B để tạo thành câu. Các con hãy đọc kỹ các từ ngữ ở hai cột để có thể nối thành câu phù hợp các con nhé. Ở bài này, cô sẽ nối như sau. Chim chóc thì cô sẽ nối với đua nhau hót trong vòng cây. Còn bầy ong thì cô sẽ nối với bay đi tìm hoa. Đàn cá sẽ nối với bơi dưới hồ nước. Đây chính là lời giải của cô với bài tập số 3. Các con hãy ghi lại vào trong vở bài tập của mình một cách thật cẩn thận, nắm nót và trình bày thật đẹp đẽ các con nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con xong phần luyện tập. Ở phần luyện tập này thì chúng ta cần nhớ hai kiến thức, đó là về câu giới thiệu và câu nêu hoạt động. Câu giới thiệu là dùng từ chỉ sự vật để nhận định, giới thiệu về một người, một vật nào đó. Còn câu nêu hoạt động thì chính là dùng từ chỉ hoạt động để kể về hoạt động của người, động vật hoặc vật khi được nhân hóa. Hẹn các con ở các video tiếp theo.